cả nhà. Mời cả nhà trở lại với kênh YouTube của mình là Nguyễn Family Cuộc Sống ở Mỹ nha cả nhà. Thì hôm nay mình có ăn trái cây chấm với lại whipped cream, là cái giống như là cái kem đó cả nhà. Mình tự làm ở nhà luôn nha cả nhà. Thì đây mình có cái máy chicken air nè cả nhà, để mình tự làm cái whipped cream tươi mình ăn luôn, chứ mình không có mua ở ngoài đó. Thì ở đây nè cả nhà, trong cái tất cả các loại trái cây mình có cái cherry, cái trái cherry nè cả nhà, là organic, là trồng thiên nhiên á, mình mua ở trong chợ sỉ nè cả nhà đó. Cái mâm trái cây này chút bé Hân bưng lên cho cả nhà coi. Thì giờ mình làm whipped cream nha cả nhà. Mình đổ cái whipped cream vô đây. Mình xài hết cái này luôn. Trước khi mình xay cái này nha, mình làm đó mình phải khóa cái này lại nha. Rồi mình hạ cái máy này xuống, mình khóa lại. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nó nha cả nhà. Cái này là mình làm tươi tại chỗ luôn đó cả nhà, ăn nó rất là ngon. Còn mình mua ở ngoài thì người ta làm sẵn, người ta bỏ vô cái bình á, cái mình bóp mình xịt ra thì cái đó người ta làm sẵn rồi. Mình tự làm mình ăn đó thì cảm giác nó thú vị hơn, đúng không cả nhà? Ở nhà mình có cái máy này ở nhà xài á hả, sướng lắm. À, bởi vì mình muốn làm cái gì tươi á, về kem hoặc là đánh bột nè, hay là cả nhà muốn bỏ vô á để nghiền cái thịt nó làm chà bông á cũng được nữa, làm cái gì cũng được hết trơn á, nó có nhiều chức năng lắm. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cái whipped cream của mình nó đã bông lên rồi nè cả nhà, nó giống như là bong bóng vậy, nó bắt đầu nó phình lên rồi. Thì giờ mình sẽ nói 1, 2, 3, cả nhà mình chạy ra để ăn trái cây chấm whipped cream tươi nha cả nhà. 1, 2, 3 Đó. Chào cả nhà. Từ ngày em ngọt, ghê quá. Chào cả nhà. Ghê thiệt chứ. Làm như canh me sẵn hay gì. Rồi lấy cho mỗi em, lấy cho mỗi em cái ghế. Rồi bây giờ rồi má múc ra đi đó. Bây giờ bé Hân múc ra đi con, để gì nè, múc ra từng dĩa con cho ở nhà chấm. Wow, ngon quá, ngon quá đó. Mình ăn mình ngon quá ăn. Ngon quá cả nhà ơi, chấm vào. Ngoại ngồi đây đi, ngoại whip ngồi đó. Whip cream tươi. Để con lấy một cái. Để cho nó ngồi đây đi. Xong lấy cái này qua cho Hương. Không rồi, rồi đứng này đây ấy này nha. Ngồi đây, ngồi đi. Tại mất tự Hương phải ngồi. Đưa cho Hương đi. Cả nhà ơi, đây là whip cream tươi cả nhà. Đó, coi như là mình mua về mình làm về ăn nè cả nhà. Chất lượng nó ngon lắm cả nhà ơi. Mua cái máy này về làm ăn thử coi. Bên Việt Nam mình nghĩ nó cũng có máy cũng dạng giống giống vậy nè cả nhà. Thiếu gì? Thiếu gì? Việt Nam mình nó không có cho nhiều khi mình thấy cái kiểu này nó cũng có về tới đó đó. Ra ngoài thấy là thiếu gì? Thiếu gì? Đó, còn cái này nè cả nhà, là cái cherry nè cả nhà. Mùa hè thì có trái tươi cả nhà, bây giờ mùa đông không có trái tươi thì mình mua trái trong đông đá đó cả nhà. Cũng rất là ngon. Đó, giờ mình bỏ nó vô chính giữa nè cả nhà, thấy không? Nó giống như mứt vậy. Đó, xay sinh tố rồi đó. Ăn cái gì có trái cây có thịt cả nhà ngon không? Cũng được. Ừ. Với lại cái này mình mua là 10 đồng một bịch đó cả nhà. 4 thao thì gần 2 kg. Đó. Wow, cái dĩa cả nhà đẹp chưa? Wow, lộng lẫy luôn, lộng lẫy luôn. Cái dĩa cái ngon quá. Rồi. Mấy cửa hàng sỉ về Việt Nam đầy hết, cũng có đủ hết. Ngoại ngồi đi ngoại.
Hiếu ghế đâu Hiếu. Thôi. À, đã, không cần. Ngồi mẹ ngồi đi. Rồi. Mời cả nhà cùng dùng. Má ngồi đây với gia đình mình. Ngồi xuống, má ngồi xuống cho nó thoải mái á. Mẹ ngồi. Rồi, ngồi lên. Ngồi lên á. Dùng thử đi. Trong đây có trái dâu, trái blackberry, trái thơm, trái cherry. Rồi, mời có nha. Rồi, cherry là mình biết là cherry, còn trái blackberry là trái dâu tầm nữa cả nhà. Với thơm, với trái dâu vậy thôi. Dâu tầm cả nhà ơi. Chấm. Bây giờ mình bóc đi cái chỉ có cái này nè, là nó dính tùm lum rồi mình hay thôi. Mời cả nhà vô. Mời cả nhà vô. Ngon quá. Quá ngon, quá ngon. Quẹt vô một cái. Quá ngon. Whip cream thì nó không có ngọt như mình mua. Thì mình nấu có bỏ đường thôi. Yep. Quá ngọt ở ngoài thì nó bỏ đường. Ăn này ngồi đứng ăn nó thoải mái hơn, tại chân đau không đứng được cả nhà, chứ mình đứng thích ăn nhiều hơn. đứng đi cho nó tiêu ăn nhiều một chút ha các bạn, ngoại xin rồi phải đứng à. Chống tập thể dục 2 tiếng luôn, all the time đứng. Wow, ngon nha cả nhà nha. Ngon, con thấy ăn được không con? Không được. Bé Hân nó quên cả lối về. Quên cả lối về. Hiểu con đó không con? Dạ không. Chết chà. Cái này trái cherry vậy. Nó giống mứt vậy. Bởi nãy em mới nói với cả nhà là nằm trong cái bịch frozen á, bịch đông đá. Bên Việt Nam mình mắc lắm á nha, mặn bịch ở đây á, gần 2kg. Có 10 đô trong chợ sỉ Hiếu. Có cô á. Ngọt ấy, nó là đông đá. Cái ngọt nó sao nó organic mà, thiên nhiên mà, để sweet cherry nữa nè. Cái thơm ngọt nghe à? Ngọt. Mình ăn thử thơm nè cả nhà, chấm với whipped cream. Cái trái này bự nhất nè, đưa bà ngoại nè. À, giống như trái tim luôn á, có chẻ ra nữa mới ghê chứ. Trái tim các bạn. Trái tim dấu. Wow, chơi cái gì đó. Trái thơm nè, chấm với lại whipped cream ăn nó lạ lắm nha. Thơm mà ngon lắm, ăn thử coi. Ngon được đi. Thử coi, ngon lắm. Rất là ngon, chấm thử đi. Ngon quá, thơm ăn có mùi thơm ha. Kìa mà chết tim rồi kìa. Thơm có còn là bán ngọt á. Chết tim. Nhưng mà thơm các cái kiểu này là bị đòn nè. Tao phải khất nó theo cái mắt rồi, có khía rồi. Để ship bị cắt kiểu này bỏ hết rồi, cái gì đó. Cái gì đâu, cắt kiểu này là cắt kiểu Mỹ. Dạ. Tao phải ở bên Việt Nam mình á, tao cứ gọt sơ, tao cắt theo cái mắt nó khía vòng 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 vậy. Mấy còn nhiều này cắt cái luôn hết cái thơm cha rồi. Cái khía thấy đời khổ quá à, giảm bớt khổ. Quất thẳng xuống đi. Thẳng cho nó suôn sẻ hả? Khía cạnh mắt nó khổ quá. Trái này chua quá hả? Trái này à? Trái blackberry mùa này không ngon. Blackberry còn sớm. Blackberry không ngon. Nhưng nó chưa chín nè, cái này chưa chín mấy nè. Nhưng mà ăn cái này là mình đọc á, blackberry dâu tầm á là giúp cho trí nhớ á nha, với tim mạch nè. Đúng trí nhớ với tim mạch với huyết áp, ăn mấy này tốt lắm đó. Người mà hay quên nó nên ăn nhiều vô. Mà người mà không có quên nó thì ăn ít lại để mà nó phản tác dụng. Cả nhà nghe không cả nhà? Nghe là chết liền á. Nghe là chết liền á. Trái này ngọt không vậy? Trái này chưa được chín mấy rồi. Trái này hả? Trái cherry ngọt. Trái blackberry này chưa được chín mấy rồi. Là chua. Ngon. Cái trái dầu nó có một cái mùi thơm đặc trưng của nó ha. Ngon. Trái này ăn lạnh lạnh quá. Cái dầu này đó mình mới qua Mỹ mình mua về trồng thử. Cũng có trái rồi vậy mà thấy sao kỳ đó. Nó bán cho mình nó sạch sẽ quá chứ mình trồng dưới đất cho ăn khác luôn. À, dính đất tùm lum la. Cuối cùng nó thấy người ta phải trải qua cái giấy để người ta cô à. Ở Mỹ mình á, trái dâu á, một là ăn với whipped cream, hai là ăn với lại chocolate mà nấu chảy ra cả nhà.
Còn người Việt Nam mình á thì thích ăn với muối ớt hoặc là xay sinh tố. Còn ở bên Nhật á cả nhà là chấm với lại sữa tươi, ấy sữa đặc á cả nhà. Béo. Trái dâu này chấm với sữa đặc nè. Sữa đặc sữa đây. Dạ, đúng rồi. Béo. Dạ. Đợi giống sữa ông thọ rồi. À đúng rồi. Đúng rồi. Người ta đi vô trong vườn dâu á là người ta phát cho mỗi người hả một cái bình sữa với cái đồ đựng sữa. Là bắt đầu đi vô hái. Mình chứa đi nha cả nhà, mình coi mình thấy. Ở đây đâu có rồi. Thôi giờ mình lấy sữa tươi, sữa ông thọ mình làm liền miếng thôi. Hả? Ừ. Ờ, sữa ông thọ kìa. Nói ừ. Nói tự nhiên thấy thèm. Trời ơi, sữa ông thọ. Biết nói chê cho hao nữa. Thiệt tôi. Mình làm liền đi, mình làm liền đi. Thiệt tôi quá bậy bạ luôn á. Lỡ còn nói nghe hao. Lỡ chiến đò cái mất công chèo cái mồ luôn vậy. Làm luôn, lỡ cho lỡ luôn. Làm luôn thử đi. Bỏ vô đây. Trời đất ơi. Ồ. Bé ơi, nó thích cái sữa này lắm cả nhà ơi. Miếng đi. Sớt ra trong cái ngoài này có nhiều quá không con? Không, con không ăn. Ôi má ơi, má phải nó má phải giữ yên cho má. Đừng má. Trời ơi má ơi. Nhiều quá vậy. Thank you. À, mix chung với lại quýt cream thì ngon nha. Cô Hương mà không ăn hả? Nhiều quá kém. Chút xíu thôi. Tìm được nhiều quá. Thử rồi chưa. Không sao, ngon lắm, ngon lắm. Không dở đâu quý vị ơi. Ăn này. Mix. Xong luôn. Nhiều quá quá. Giống như caramel ha. Quá bổ. Ngon. Ăn mày con... xong là hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Con cũng là KitchenAid mình luôn. Ủa? Đem dĩa ra thuê mà cuối cùng bà con không xài. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Không nè. Hồn lỡ. Rồi sao nữa không? Rồi sao không? Chiều nào xóa tóc ngồi bên em. Rồi, tiếp không? Tiếp không? Ngon ngon ngon, chấm sữa. Ngon, chấm sữa ngon đúng không? Đúng không? Còn nói gì không? Sao con? Trời ơi, cả nhà ơi. Sao bữa nay ca kêu bà hả hả bé Hân nó kêu rối loạn luôn cả nhà. Ăn này nhớ xong tên. Hồn lắm. Cả nhà ơi, bé Hân nó kêu mình mix lại để mình ăn thử xong nha. Kêu đúng rồi mix. Trộn sữa tươi với lại whipped cream nè cả nhà. Gà còn ngon đó nha con, ăn thấy sao con? Ừ. Ngon không Kim? Kim trộn. Hả? Thấy ngon không con? Kim trộn dùm Kim. Nhiều quá. Đây, ngon á chị Hà. Ăn này tối ngủ không biết có nằm mơ thấy gì không đây? À, ăn cái này vô rồi. Ờ, tối này ai ai mà thấy gì đâu, bậy bạ vậy. Ừ. Tao không, tao thấy đi vô vườn dâu ở Nhật á hả? Ăn chứ. Nguyên một vườn dâu Nhật ăn. Tự nó ăn má. Không. Chứ phải thấy đi vô vườn dâu làm cô gái hờ hơi à. Sữa cô gái Hà Lan à, đi vô vườn dâu làm cô gái Hà hơi. Không, ăn này là tối nằm mơ thấy vô vườn dâu ở Nhật nè. Ăn ra không mà. Oh my god. Nhật có chồng. Wow, trời ơi. Dâu của Nhật sợ hơi nhiều quá. Dâu của Nhật có làm dữ gì. Wow, ngon quá rồi, mix chung với lại cái bút điện ngon quá con. Ăn này nhớ các bạn. Trời ơi, cả nhà ơi, cái này là mình không có suy nghĩ ra nha. Mà mình tính đem ra mình ăn sữa không thôi mà cái ông kêu trộn chung với lại quá. Với lại whipped cream nè cả nhà, nó ngon quá cả nhà ơi. Thử nha cả nhà. Má. Chấm cho con ngon lắm. Có rễ luôn. La quá, có còn phóng chung. Chấm hiểu gì chưa mọi người. Thử hiểu, thử ngon lắm. Thôi thử nè, chơi miếng nè. Ăn thử coi. Lại miếng này. Hương mít. Ngon, mít lên ngon. Ngon quá không? Ăn cái này quá bổ. Bổ tới đây ngủ không được. Coi như là sữa ông thọ mà mình trộn chung với lại cái whipped cream là hết sảy đó. Ngon đó. Cả nhà đề nghị cả nhà làm thử ăn đi nha. Để coi mình nói đúng không ha. Đôi khi mình cũng phải thay đổi chiến thuật từng chút. Ngoại nói ăn này lên ký. Ngoại là lúc nào cũng lên ký hết trơn cả nhà ơi. Ăn cái gì ngoại cũng la lên ký hết trơn. Lên ký. Hình ký lô. Này mà này mà mời bà ngoại ăn mỗi ngày. Ngoại nói thôi tao cũng rảnh rồi, mất ngủ rồi, buồn ngủ quá. Tụi bay ăn đi tao ngủ. Ngủ đây bảo toàn tính mạng.
Người heo sữa ông Thọ lâu dữ vẫn còn nữa nè. Biết đời còn, thứ, còn. Biết đời thứ mấy rồi. Ăn yếu, tiếp tục ăn yếu, ăn chết yếu. Hả? Nồ quá. Này phải ăn chấm hết mấy cái này chưa bỏ hả? Hết cái rim đi chứ. Ăn này vô nữa, bổ nữa. Hình như có cherry nè, ăn chấm cái này ngon nè. Quá bổ, hơi bị ngon. Giá chè ngọt đi. Hồng lỡ. Thấy mày như thích bản nói gì nè. Tại hơi nghe nó ổ hương nói gì gì đó. What are you gonna do? Tối nay cũng được. Để dành nó đi không? Đâu, rồi lát Hương lấy cái hộp đó đi. Hộp nào cũng bỏ. Thích cái bản hương ca tối nay ngủ cũng được. Wow. Nó bự hơn con. À. Cái sữa ông Thọ này nè, mình xay trên tố mình bỏ vô cũng rất là ngon. Và mình ăn những cái trái cây này nè. Việt Nam mình xay xong trên tố. Xong cái mình xay trên tố lên. Ăn là hết sảy luôn. Đổ miệng cái đó nhỏ. Kim nãy Kim hơi đổ sữa. Cho mớ đá. Cho mớ đá vô. Trời, trái này sao mà đỏ quá vậy? Con wow. Cho con dở lên cho cả nhà coi coi con. Hân. Chi tim yêu dấu. Kim, cái này giống chi tim yêu dấu kìa. Tim yêu dấu không ạ? Yeah. Tim yêu dấu để ăn với tim yêu dấu ok. Wow. Ăn này phát hiện luôn rồi. Ăn này tối nay bổ quá. Ăn cho đời bớt khổ thôi các bạn, chứ có béo bổ gì đâu. Đây cả nhà ơi, coi như là bữa dâu trái dâu rồi trái cái blackberry nó kêu là gì dâu đó? Tầm dâu tầm hả? Dâu tầm rồi thơm nè, cherry thì chấm với lại coi như là whipped cream thì cũng giống như là whipped cream tươi nè cả nhà, với lại sữa ông Thọ. À, cũng rất là ngon, coi như cả nhà cũng trải nghiệm ăn cái món này xem nó như thế nào mà mình thấy rất là tuyệt vời. Nếu cả nhà hả có thời gian mà cảm thấy là cái món ăn này nó tạo cho cả nhà hả cảm thấy hấp dẫn thì cả nhà làm ăn thử xem nha. Thì cuối cùng thì gia đình cũng không quên kính chúc cả toàn thể gia đình của mình có một cuộc sống vui tươi hạnh phúc và vạn sự như ý nha cả nhà. Mới làm sao giống bạn có một đêm ngủ ngon. Love you. Cả nhà thường rảnh rỗi cũng giống như nhà mình vậy đó cả nhà thì bà trái cây ra ngồi ăn là rảnh quá đó cả nhà không biết làm gì.